Vâng, em chào cả nhà. Hôm nay em lại có một cái chuyến đi rừng đầu tuần vào thứ hai ngày 20 tháng 11, bắt đầu thăm những cái bẫy ở cái khe suối này. Tây Nguyên vào mùa khô rồi, gió lồng lộng luôn. Và em đặt bẫy ở những cái đường mòn trong rừng, đường có thú nó xuống khe suối uống nước. Cái bẫy này thì nó chưa sập này, nhưng mà chuối hết rồi, chắc con chuột con sóc nó ăn. Tiếp theo cái bẫy này cũng hết chuối rồi. Mấy hôm rồi thì mưa cuối mùa thì nó đất rừng nó còn ẩm, thì em dùng những cái cây này em cắm những cái chuối ở trên để mục đích là những cái quả chuối nó không có bị kiến nó bu nó bám, chưa để dưới đất, với dưới đất là kiến nó bám nó ăn hết thì thú nó sẽ không đến, tại vì là thú là thường nó sẽ đi ăn vào ban đêm. Ở đây thì ngửi thấy cái mùi, hình như có mùi chồn hôi, gọi tên chồn hôi nhưng mà thực ra là nó là chồn chồn bạc má cả nhà. Đây có cái bẫy nữa này mà không dính này, có mùi chồn bạc má thoang thoảng ở đâu đây. Gió nó mùa này nó lồng lộng nó đưa, để em đi lên đây một đoạn coi nào. Đây, à đây 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 rồi, đây rồi, đây rồi cả nhà ơi, một con chồn bạc má. Con này chắc ký 2, ký 3. Đây, bạc má này anh em. Này các anh, các chị này. Con chồn bạc má đẹp chưa? Con này chắc dính đêm qua. Nó bới tung hết cái chỗ đất này ra này. Trêu nó tí. Ấy, ấy, ấy. Nó có một mùi hôi nhưng mà không phải khó chịu lắm đâu. Cũng bình thường thôi. Nó còn có tên gọi khác là chồn heo, chồn hôi hay là chồn bạc má. Cái mũi này là chuyên ủi đất này, để đi tìm giun này. Đấy, một em bạc má lên thăm những cái bẫy này là không bị móm rồi. Và đây là cái khu em đặt bẫy này, cái bàn đạp khi nó dẫm vào này. Đây là cái lối mòn ấy xuống uống nước này, cắm hai cái cây hai bên để nó sẽ đi vào cái lối này đó. Trước tiên được em bạc má này là quá là vui rồi. Bạc má cái chân chắc là không giữ được rồi, chân con này nó hơi nhỏ và nó giằng co ở đây, nó siết cái chân vào đấy. Em bạc má này nhìn màu sắc rất là đẹp luôn, hàng rừng Gia Lai á anh chị ạ. Mà con này em nghĩ chắc phải ký rưỡi cơ, nó phải to hơn con hôm bữa, to hơn con ở video hôm vừa rồi. Con vừa rồi là về ký 1, ký 2, con này chắc phải ký rưỡi này, to này. Rừng này toàn con to thôi, không có con nhỏ. Nhiều nơi em thấy đăng những cái video lên chỉ có những con mấy lạng, còn ở rừng này toàn những con trên ký. Và cái dòng chồn này thì hàng 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 nó chỉ có hàng hơn ký là trọng lượng lớn của nó rồi. Để bây giờ em sẽ xem nốt mấy cái bẫy ở dưới này coi nó có gì không, rồi lên 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 gỡ bẫy. Đây có một cái này. Trời ơi, lại một con bạc má nữa cả nhà ạ. Một con bạc má nữa này. Đi xuống đây thì lại một con bạc má cũng khá là to. Nó cũng mới dính thôi. Thế là hôm nay nhân 2 rồi, được 2 con bạc má rồi. Cái khu này mọi hôm đi xem bẫy là không lần nào có, chưa có con gì bao giờ cả. Nhưng mà đợt này vào mùa khô một cái là bọn này nó đi xuống đây nó uống nước hay sao ấy, nó dính rất là nhiều. Đây, đi xuống mà giật mình luôn. Nãy tưởng đang đi xuống, tưởng là chắc cũng không có đâu, nên là cũng không có cầm điện thoại quay liên tục. Xuống đây thì giật mình mới rút điện thoại ra quay tiếp. Con này chắc ký 1, ký 2, nhỏ hơn con trên một tí, nhưng mà nó thuộc loại to của dòng bạc má rồi, một loại chồn rất là đặc sắc đấy cả nhà. Hai cái bẫy cuối cùng hết chuối rồi cả nhà này. Đây một cái và dưới đây một cái. Cái chỗ này là dính con chồn hương bữa trước này, nó quấn vào gốc cây này này anh chị này. Bây giờ thì em sẽ đặt lại chuối cho hai cái bẫy này và kết thúc cái hành trình ngày hôm nay thôi. Hôm nay thì
Nói chung là chống móm được hai em bạc má như vậy là quá là vui và hạnh phúc rồi cả nhà ạ. Không bỏ công đi xa. Và xin hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những cái hành trình kế tiếp của em trên kênh nhá. Xin chào.